Với sức trẻ và tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, thời gian qua nhiều thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát đã thành công trên mặt trận phát triển kinh tế, từ đó đánh thức khát vọng làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương trong cộng đồng dân cư. Với mong muốn được thử sức mình ở một lĩnh vực phát triển kinh tế hoàn toàn mới mẻ ở địa phương, cách đây gần 4 năm, chàng trai trẻ Vàng Láo Sử, sinh năm 1993 ở thôn Láo Vàng, xã Phìn Ngan, đã quyết định lên núi tìm nguồn nước, đào bể và thực hiện mô hình nuôi cá nước lạnh. Vừa làm vừa học hỏi đúc rút kinh nghiệm, từ một bể nuôi cá nước lạnh ban đầu, đến nay anh Sử đã phát triển thêm 4 bể nuôi cá nước lạnh nữa. Trung bình mỗi năm, mô hình nuôi cá nước lạnh này mang lại cho gia đình anh nguồn thu lên tới cả 100 triệu đồng. Bắt đầu thả cá là 2016, xong cũng gặp trục trặc, xong rồi cũng năm đấy cũng gặp mưa lũ, xong rồi cũng mất hết. Xong rồi đến cũng trong năm 2016 đấy thì mình đã biết là cái chỗ mình thì nuôi được cá, xong bắt đầu mình mới quyết tâm làm lại, và đến giờ này thì cũng gọi là cũng tạm ổn. Khi mô hình nuôi cá nước lạnh bắt đầu cho những tín hiệu vui, anh Vàng Láo Sử đã tích cực tuyên truyền vận động một số hộ gia đình, nhất là các bạn trẻ trong thôn cùng thực hiện mô hình nuôi cá nước lạnh. Hiện nay trên đỉnh núi của khu vực thôn Láo Vàng đã có 6 cơ sở chăn nuôi cá nước lạnh với quy mô nhỏ và vừa. Các mô hình nuôi cá nước lạnh này đều giúp nhiều gia đình từ diện hộ nghèo trở thành hộ khá và giàu trong thôn. Thấy anh Sử nuôi cá hiệu quả, được anh giúp đỡ về con giống, chia sẻ kinh nghiệm, mình mới nuôi 2 ao, năm đầu thu được 100 triệu đồng. Bây giờ có kinh nghiệm tự làm, tập trung thực hiện nuôi cá nước lạnh, cuộc sống rồi sẽ ngày càng tốt lên thôi. Còn đây là mô hình trồng sa nhân tím của anh Chảo Láo Khờ, thôn Văn Hồ, xã Phìn Ngan. Anh Khờ đã từng tay trắng sau cơn lũ lịch sử năm 2016. Đến nay cuộc sống của anh đã dần ổn định trở lại và phát triển đi lên. Để cây sa nhân tím cho hiệu quả kinh tế cao cùng với việc thực hiện tốt công tác chăm sóc, anh Khờ đã chủ động thực hiện sản xuất, thu hoạch và cung ứng ra thị trường mà không qua khâu trung gian. Là năm 2016 là tôi mất hết nhà cửa, tôi không còn một cái gì. Mà nhờ cái cây sa nhân này nó lại giúp tôi, là năm 2016 tôi vượt bậc lên, tôi xuống thì cũng được sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước một phần hỗ trợ, và tôi cũng thu 2 năm sa nhân để xây được cái nhà và mua được con xe để vận chuyển, mình gọi là phương tiện vận chuyển hàng hóa mình đi lại. Giờ thì nói chung là trước thì các thương lái nó tự đến mua, nhưng mà từ 1-2 năm nay thì tôi khá chủ động, là tôi là người thương lái, tôi khá mua, tôi khá bán. Xã đang tìm các mối, có nghĩa là liên kết với các chỗ nhà hàng để cung cấp cái sản phẩm cá nước lạnh ở trên này, với lại tìm mọi cái nguồn chính sách để hỗ trợ cho các bạn đoàn viên. Với những gì đã làm được, những thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát đã một lần nữa khẳng định được bản lĩnh, quyết tâm của tuổi trẻ địa phương trong việc phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Từ đó góp phần đánh thức và khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên vùng đất khó.